Xin chào anh em. Hôm nay buổi tối bọn tôi chơi, hôm nay bọn tôi chơi 2K. Ca đầu chơi Lost Caster, ca hai tôi chơi Man Blade 2. Thì ca đầu tôi chơi câu hợp với Cốt Trược. Cốt Trược chào anh em cái nhỉ? Rồi anh em nhá. Qua xem chưa mà đã chào rồi. Rồi, bọn tôi game đầu bọn tôi chơi game câu hợp. Game từ 8 giờ đến 10 giờ đi. Rồi từ 10 giờ đổ đi là tôi chơi Man Blade 2. Đó. Sau này nó cũng sẽ như thế, cho nó kênh cho nó nhiều đa dạng anh em ạ. Hy vọng anh em sẽ ủng hộ kênh của bọn tôi là dài. Rồi, chúng ta vào game thôi. Hôm trước là start đúng không? Việc gì giờ vào lại đánh lại từ bàn 1 nữa. Bàn 1 nhưng mà level nó vẫn thế. Không có gì phép mà, vào luôn. Quên mẹ nút rồi. Chào Tín Dũng nhá, chào Hiếu Đặng. Ô, tao có súng luôn này. Ui, có cái gì này? Hốt đấy, trận trước mày cover thì trận hôm nay trận ta cover đi. Nhặt đồ bây giờ ấy thôi nha. Ui, cái gì này? Cái dây gì này? Đọc cái đã. Rồi. Tao lần này mà mày cover hay tao? Tao cover. Attack lấy hết đi. Có cái giày gì này? Nhặt mẹ hết đi mấy cái. À thế nhưng mà nếu mà nó là câu đao phép thì đưa đây. Cái này là cái con dao ném ra nó sẽ không mà. Không, cái mày vừa nhặt cơ mà, cái giày mày vừa nhặt cơ mà. Không phải. Cái xích chó đây là gì? Ủa cộng 20 trăm cộng 20 phần khi máu giảm 25%. Khi mà máu dưới 25%. Cái này là cái gì? À cái này là thêm một hòm nữa. Thêm một hòm nữa khi kin hit bọn này. Cái này ta nhận được. Người ta nhận được. Cái thằng nào nhận được. Cái vòng này bố mới cầm được. Rồi. Đây là con này để lấy cái Hello Phúc Hoàng nhá. Đấy cái gì? Cho cái bình máu này. Đấy, bình ăn đâu, mày ăn vào mẹ cẩn thận sida đấy. Bố mới ăn cho. Rồi, vào đi. Cầm cho. Trời, nhạc to đấy nhỉ. Chưa quen nút. Chưa gì đã quên nút rồi. Cái này không bắn được. Cái này không có táo nhá, trận này không có táo đâu nhá. Chỉ có con... Đánh cẩn thận vào. Kê hoa kia tạnh được 2-3 phát nó tăng. Cái nhà kê mày to quá. Cho nhỏ xuống. Chỉnh ở trong này không nhỉ, đâu nhỉ. Ủa cái gì đây? Gì đây? Tao. À, cái đau đầu giống mày hôm trước mà. Từ ta chỉnh xem cái âm thanh cho nó nhỏ bớt đi mẹ. Tiếng to thế. Trên là dưới đây. Trên rồi. Trên là chân lý rồi. Trên là mẹ đéo có tiền. Ông Nhật đéo là mẹ 20 mấy đồng rồi. Đó là cái hoa tao bắn độc luôn. Ừ.
Bắt đầu quá đơn giản. Rồi, à, thêm một hòm nữa. Từ từ nha, từ từ thôi. Ui, con cá này. Ờ, à, con cá là vũ khí đấy. Cầm lấy mà dùng. Vũ khí gì? Trừ 10 máu. Trừ 10 cái vàng vàng là cái đéo gì? Ơ? Táo này tao nhiều táo lắm rồi. Sao tao không có mana? Những cái vũ khí này nó trừ mana của tao. Dùng cái này không dùng được mana. Không mana mà. Không dùng được. À. Ờ. À. Ở đây. Nó chỉ xoay xoay thôi. Ờ, đi xoay thế thôi. Đéo hay. Đi. Cứ đứng dựa tường này xong phụt. Cám HP này. À, cho em phụt HP này. Chết. Ờ, cho tâm lên nha. À, thêm đam. Đam đóng băng. Ok. Ờ, phải mất tiền cái gì tiêu. À không. Ui, hai hòm. Hòn thế nhỉ. Ui, xong dìu này. Đây này. Ồ, dìu được phi được. Gậy kìa, gậy kìa em ơi. Nhiều đồ thế. Cái đồ bùa gì đấy? Gì đấy? Đâu biết đấy. Cái sách này là cái gì? Cái đấy tao thấy spellbook ấy mà học đấy. Cái này em bắt slot cầm rồi. Có nên dùng bây giờ không nhỉ? Thôi. Táo này bao nhiêu táo không nhỉ? Đéo có slot. Đây còn có mấy cái gì này? Không có đủ slot luôn đi. Cái này tác dụng gì nhỉ? Cái gậy này skin đấy ở skin nhỉ? Ăn rồi đấy. Chết mẹ. À, hóa ích bọn nó. Có hay không nhỉ? Hóa ích boss hay không? Cái này là hack bọn nó. Cái hoa may mắn này. Phát, à, cái này là passive này. Rồi, dùng gậy đi. Ôi, cái passive của tao nhiều vãi ạ. Hoa này. Mà còn một slot cầm hoa đi kìa. Bình tí mới ăn luôn đi cho. Rồi à, đi. À thì mua thằng này bao nhiêu tiền? 8 gold. Chơi mẹ đi, để ta chi cho. Cái gì hòm gì kìa? Hòm trông có vẻ kinh. Chúng ta không phải lúc nào mất tiền vào đây là phải mua đâu. Vào đây quái ra cái này. Cái dây thì mày có rồi đúng không? Cái dây lúc nãy mày có rồi cho tao. Tự. Cái dây cái vườn này nó khác đấy. Bom này cầm bom này tí nó đi phá cửa đá này. Hết sách slot thế này. Tao vứt bớt. Để tao vứt mấy cái con dao này. Từ từ thôi, ra ra. Đi. Đi, nhiều đồ vãi trưởng. Bọn tôi đi cẩn thận. Cái game này không có trên mobile hay sao ấy, không có trên này thôi. Trên Steam. Game này chơi sẽ hay hơn rất nhiều khi mà anh em có người chơi cùng, còn chơi một mình cũng. Game này tối đa là 4 người.
À, hóa tất cả luôn đó. Hay thế. Vãi lên nhỉ. Vãi lên nhỉ. Hóa. Thế thì mày phải dồn đa thật nhanh. Vãi lên luôn. Nhưng mà cái skin cooldown rất là lâu luôn. Em bây giờ mà thay vì một dương liền được hai dương liền. Lại có con cá này. Con cá. Nói chung nếu mà có hai dương này đồ ăn cũng khá là nhiều đấy. Ờ, cũng chẳng. Khi nó cất cái đồ kia nào. Nhưng mà cũng phải hạn chế bị nó dính đòn. Trên mà. Ô, lại boss này. Ô, chết rồi. Boss này rồi. Không, không tác dụng với nó. Quái không tác dụng với nó. Đẹp. Đây, đánh quanh lên đấy. Mẹ, lắm thế. Mới hàng một bên, cho nó khỏi đấy. Nó sắp chết rồi. Kinh nghiệm bây giờ đầy mình rồi, không sợ. Mẹ, ta đang đứng cuối. Chết con bà mày đi này. Kinh nghiệm bây giờ đầy mình. Hồi đầu tiên gặp sợ vãi lìn này. Đây vũ khí mới đây. Hòm ở đâu đây? Chắc bên kia. Anh dù có trở chơi Comedy of Hero đi. Ờ, game đấy cũ rồi em ơi. Gì đây? Bắt ship. Em cứ bắt ship để ra nhận. Kiếm khiên này. Cái kiếm kia cùi. À cái kiếm kia này búp giáp. Không cần. Cái hách này còn hơn. Cái này là con táo đấy. Rồi đây. Đây. Ezet à. Kinh nghiệm đầy mình à. Là qua đơn giản thôi. Quan trọng là đánh hai con chó ở mắc cuối. Quan trọng là mắc cuối rồi. Cứ chưa chắc là mắc cuối là hai con chó. À này, mỗi lần anh em đi một loại boss khác nhau. Đánh một con boss xong lại có một loại đồ khác nhau. Nên là giá trị chơi lại nó rất là nhiều. Ở màn này mà có hack thì tuyệt vời luôn nhỉ. Oh fuck. Mà Emelette rất nhiều ý tưởng. Tên sau đang tính chơi Saladin của Ả Rập ông ạ. Thủ lĩnh Saladin của Ả Rập. Người đã thành công trong việc gọi là tiêu diệt cuộc thánh chiến thứ mấy đấy. Lăn với chúng tôi này. Lăn với chúng tôi này. Lăn với chúng tôi này. À. Ui dìu rồi. Gì to đấy. Thích thì dùng. Cầm đây. Ủa. Dậm. Nhưng mà hack vẫn hay hơn. Hack hay vẫn lìn đi. Này map nào cũng có nhỉ. Còn gian thương ấy là quan tâm làm gì? Như chưa mua của nó cứ ở đấy. Ồ, chưa có đạn. Đấy, chứ còn giết con mặt cây. À. Ây à. Bây giờ ta phải có đồ giảm cooldown thì ta mới sử dụng như liên tục được. Yeah.
đấy. Này vẫn dính à? Cái gì kìa? Xong chọc à? Từ từ đã. Bây giờ đánh quái ra cả đồ nhỉ? Hồi đầu tiên đánh quái không ra đồ. Vũ khí bây giờ là cứ có thể do mình up skin. Cầm cái đánh thử nào. À, nó hóa lửa rồi. Cầm kinh phết đấy chứ. Hóa hách thì hay vậy lìn. Ơ. Thế đã ớt. Gì? Thế. Ăn đi. Ta, sao ta bị độc này? Rồi, đi. Hello Jerry Kim Minh nhỉ? À. Chết. Còn đây. Đây đây. Đánh cái này được 2 tiền. Hai thằng cùng đam nó nhanh vãi. Ờ. Trước là một mình mày đam mẹ. Ôi bấm nhầm nút hóa ích rồi. Fuck. TT này. TT về chúng tôi này. Từ thôi, mẹ lại nhặt vào đồ kia bây giờ. Cái hôm này làm gì có đồ ăn, ăn dịch, làm gì có đồ ấy. Thế tôi còn cái boomerang kìa, không nhận đâu nào. Slot à? Ờ, à, đi. 10 giờ em ơi. Tiết kiệm bom à? Ờ, chưa thấy cửa ẩn đâu. Uầy, tao uống cái bình này lên tận 147 máu này. Đầy máu luôn. À, đạn đuổi à? Trả tài nhá. Đợi tí để nốt pha này xong rồi để bật to tiếng lên. Này, có con này bị kẹt đây này. Ôi tao bị đau bụng. To tiếng à. Rồi. Còn cái cây này. Không có slot nữa rồi. Mày còn mày có một slot đi ăn đi. Được à? Được à? Mày phát đại nhiều đùi gà đấy nhỉ? Hai hò mà chỉ nhiều. Còn mày nhỉ chúng mày. Bắn đi. Đây. Tranh thủ chứ. Ui. Còn lợn. À. Cửa ẩn chỉ có ở màn 3, màn 4 mới có à? Cái
Attack này. Gì đây hả? Attack này đây. Mẹ con này đánh khỏe đấy nhỉ. Không được hai hòm à? Ờ, à, đồng hai hòm. Nói chung có tỷ lệ thôi. Đuôi ai kìa. Nhiện nhiện chúa. Lại cái con này rồi. Con này trước mình thua đúng không nhỉ? Ờ, à, con này trước thua. Con này khó vãi à. Oh my god, oh my god, oh my god. Câu giờ đi để tao hóa ích của phát nữa đánh nó. Ok nhé. Con gái này. Đây đây. Kìa. Cho vào đây, nó chết rồi đấy, cho vào luôn. Chết rồi, rồi. Phải đơn giản. Có thể là do mình mạnh quá chăng? Cảm giác bây giờ mình mạnh quá đi luôn. Giáp này. Cái này là cho cooldown 5% này. À, mày đi rồi. Ờ, đúng rồi. Tắc sư xe xương à? Hai thằng nào ăn đuôi gà đi kìa, thưa cái. Rồi, rồi, rồi. Mày còn thượng, mày còn hai slot. Thế là tao bị ngược rồi. Pháp sư xương. Ăn phải cái này là bị đi ngược nút rồi. Quá đơn giản. Ấy, trò này có bao nhiêu màn tất cả đấy? 5 màn là hết à? Ui. Không vào, không bật luôn. Chính xác bây giờ mình xem mình đã tồn táo hẳn nhé. Chết hết. Pháp sư xương. Vào đây, vào đây. Chúng mày vào đây. Giết con này trước. Ok. Sao bọn này nó hồi nhanh, ấy nhỉ? Kháng ấy kìa. Ây à. Ôi. Con đợi, con đợi. Đấy, con ném kia là ném chuẩn lắm đấy. Mày nó ném chuẩn đấy nhỉ? Được. Ngoài cái này. Bắn cần vào. Rồi. Mày đá này. Đợt này chả có shopping sắp việc gì nhỉ? Có trận nào mình nhiều tiền đi ra mà không có shop. Mình không đi đúng vào cửa rồi, hên xui mà. À, giờ mình có cái đàn đấy. Lên đường trên à. Ồ, không có táo à. Ông ăn mày nước lã này. Đây à, shop rồi. Ăn đồ này. Ôi. Giờ đánh con này đã. Vào đây, cho mày vào đây. Bắn con người đã lâu vãi ạ. Bắn mấy con này này. Sắp chết rồi, chết tầm người đá rồi. Rồi.
Hôm nay không ra gậy táo. Nhẫn này nhẫn gì đây? Thêm nhiều coin. Thêm nhiều vàng. Cái gì đây? Sẽ thêm đam cho những người đồng đội ở bên gần bên đấy. Tức là nó đánh ta là mày sẽ bị cũng bị chịu máu. Được không? Mày sẽ đam với tao. Được, tụi mày cầm đi. Thế thằng nào cầm như nhau cả. Thế là ông chết đi thôi đấy. Tuần nữa rồi chết phần nào? Đấy rồi này. Băng băng cái kia để ăn kìa. Băng băng về đích à? Đấy này, anh đánh cái này. Con của ông vừa hơi bị nhiều parasite rồi đấy. Parasite là ấm thôi. Ơ, ừ, con mẹ cái con này. Phải đánh cập phết là không mất nhiều táo này. Đàm mà toàn đàm mau e. Thằng nào đến nó chết thì chết. Có khi hai thằng chơi thì kiểu chúng ta mày đỡ tốn táo ấy. Cái kiểu kia một thằng chơi này tốn táo. Dao này nhặt đi, mày nhiều slot lắm kìa, nhặt đi. Ở đây ta đang cầm dao sẵn rồi. Đây nữa này. Trên lên xuống nhỉ? À xuống dưới. À từ phá mấy cái này nhá. Cuối này. Con ma này khó chịu nhất, giết trước. Này con ma đây. Xong. Ra cái gậy của mày giống hết cái cung của tao. Cung của tao cũng bắn 3 cái đi được 1 cái lần tóe. Thêm đam độc nhưng mà mình sẽ bị dính hiệu ứng độc. Grit đây. Ăn nhầm rồi. Không có hoa gì này. Ăn chuối chuối đi. Mandala là bông hoa gì này? Đã biết. Đi lên trên, đi trên nhỉ? Có bước đường trên rồi. Dí vào nó. Mấy thằng này ném AOE to đấy nhỉ? Ở đây này. Cái cung của mày skin mana là gì? Chả tiếp bao giờ em dùng đi. Nó búp cái khiên thêm được. Chả tiếp bao giờ em dùng luôn. Chả cần lắm. Sao không cần? Có mà quên đéo dùng thì chả cần đi. Khinh không chẳng dùng. Chắc quên. Hòm này. Giáo này. Thứ kim mana nó là gì? Bắn ra cái cục cục kìa. Thì đi ra này xem ở đây có đường không? Có đường này. Đường bé chắc là thường là xốp đấy.
cổng to thì thường không cần sốt. Ôi mẹ ra luôn, ra luôn cắm mập rồi. Anh có bông hoa đây. Ờ mẹ bông hoa là hồi máu á. Ui. Chết tao rồi, cái vòng này gọi ra vào đây để đánh mình. Rồi cả Soliber rồi. Đánh mẹ. Có thằng hướng đấy. Ngu rồi, tao gọi con ma này ra. Nó cào đau quá. Con ma như con ma này trao đồ hay sao chứ? Ừ, ma trao đồ. Có biết, đéo ai biết được. Chưa được chưa. Cứ phải đánh con này trước à? Từ từ từ. À, nó sạch máu rồi. Đây đây. Tao chạy đây. À tao cho đi chuối này. Đây đây đây. Ai. Đây tao bắt ra này. Chết mẹ rồi. Chết à. Oh shit. Sao anh cân được. Cố lên. Ba quả mạ, ba quả táo cho chú đấy. Cân được cái skin của nó là được. Úi xồi. Đi chậm quá. Bắn đi, bắn đi. Nó đã hú lên ạ. Cái tròn nó hút từ đất lên là vừa quá ạ. Cá mập là chuột chũi à? À, lại hút lại. Ba quả táo nhặt đi. Không nhặt được rồi, đang hút. Táo đi nhật giáo. Đừng có hứng đam của nó. Mày hết máu rồi đấy. Đẹp quá. Cái lúc nó di lên thì đừng có đi ngang, đi lên đấy. Kìa. Ủa mày quá. Đấy, lúc nó lặn là lên xuống chứ đừng có đi ngang chết đấy. Đấy. Đừng tham, bắn một hit thôi, bắn xa ấy. Mày dùng cái skin bắn xa ấy, chứ đừng có mà cứ bắn cứ dí ba mũi tên rồi người nó làm gì. Bắn mũi tên bắn xa ấy. Bắn xuyên giáp ấy. Mày cứ dí ba mũi tên đấy mày là mày hứng đam đấy. Đứng xa ra. Rồi ôi. Nó có nó 3-4 lần rồi cơ mà. Nói chung là không hợp là làm người hero, chỉ là người hầu ấy. Chỉ hợp là thằng hầu. Được, cần sẽ support. Cộng thêm một cheat như này. À, cộng mắc cái bình máu là skin cooldown cộng nhiều phết đấy. Rồi. Hết cái đáp rồi. Nghe chúng tôi sẽ làm lại. Làm lại từ đầu. Sao nào? Là tôi sẽ đóng vai thằng hầu. Súng à? Cũng chả có thành hầu cho mày đâu. Ai à. Tôi nhìn lướt. Lướt. À, cụ bắn xa mới là chân lý. Ui, bà đây bà cho 3 hùng liền này. À, cho mày 2 cái. Để tao biết ăn mấy cái này có bao giờ được lợi cái gì đâu mà. Đây, được tận 43 giáp này.
Chưa gì. Tao có giáp mà. Phí là nhưng mà tao có giáp mà. Để tí là hết rồi. Gà. Biện minh. Ai bị đường này. Anh em ơi. Ai à? Ai đây đang nhặt tiền này. Ui, ui hòm to luôn này. Này. Xem nào, từ. Rồi hết này. Đi lại ở dưới đi, mấy lần đi trên không được à? À, số số à? Số số kiên thiết à? Có 2 đồng. Tao nghĩ là nên tiêu tiền thì không mấy lần mẹ đã được tiêu gì rồi mà. Mình thử đấy. Ăn mình thử tiêu xem là ăn được thì nó được cái gì. Tao thử thằng này, tao thử thằng này đi. Thằng đấy là mua linh tinh mà. Tao cũng mà cũng đã đủ tiền, tao có đủ tiền thằng này. Ờ. Gì đấy? Chuyện gì này? Cái này chắc là dây chuyền dây chuyền dùng thôi. Dùng rồi. Hình như đang được ngon này. Thằng ba cái tao trùng nhau. Béo được táo mẹ. Dao. Không phải, nhưng mà ít nhất là vẫn nó được phần thưởng luôn ấy. Hết rồi. Bắt đầu nó lệch dần rồi. Lệch dần rồi. Điều mẹ hết rồi này. Đây được rồi đấy. Từ. Vũ khí này. Hết tiền rồi, mày coi tiếp đi. Ui. Khô máu luôn à. Táo. Táo. Hết rồi. Rồi. Chào Hằng, chào Thảo nhé. Ê ông làm gái đấy. Toàn cú có gai mà. Đặt tên giả dai hết đấy. Ui. À. Đây cảnh ngày xưa mình chơi audition mình đi giả gái á. Bao nhiêu anh tin? Bao nhiêu anh tin? À! Chết! Anh nhìn ở đây. À, đi xưa ở đây là. À. Xong kìa cái đại đao này đánh to này, đám to này. Robin Hood rồi. Đồ này. Từ từ đã. Không. Mà được nhiều máu hơn. Mà thằng làm mặc chạy được. Bộ này cho bow với cả musket. Súng à? Musket là cái gì nhỉ? Súng là gun nhé. Mày cười ra thôi mà. Mày mặc bộ này thôi mà. Bộ này cảm giác cho cận chiến này. Bộ tao đang mặc ấy. Trừ câu đao. Đã biết được. Bộ đấy cho cận chiến đấy. Bộ này là của tao đấy. Bộ này chu hen cho tao mà. Đi dưới rồi. Đã bót rồi cả. Đánh xa đánh đây. Đây, tao đánh gần. Tao đấy.
dài thế, không dừng à? Ui, cạp đến chết luôn à? À, đây rồi, đây rồi. Qua đây. Vai. Chết. Láo này. Thằng này đơn giản, nói chung mấy thằng đầu đơn giản. Đấy, ông ăn máu mày như nước lã đây. Gì đây? Cái gì đây? Cái gì dùng? Crit nữa. À súng nữa, chắc súng dùng tao. Súng hết của mày. Súng mày còn cùi hơn. Đấy, crit này, lấy đi này. Rồi. Sao thế Thảo? Game này game web hay mua vậy? Game mua chứ em. Game trên Steam ý. Anh nói sai à Thảo? Đi chơi và đi chơi và chơi với anh nhá. Anh hai vào đi chơi với anh. Chết. Mày nói nhiều tao quay clip tao đưa cho vợ mày đấy. Để im cho tao tán gái. Mày tán cũng có gai thôi trong trời. Cũng có gai. Cũng có súng. Và dù đấu kiếm thôi. Đấu kiếm với cả chống gậy à? Có nhện cái to đấy. Ôi nhện cái, ui. À con nhện này nó đẻ à? Nó đẻ ra mấy con kia đấy. Nó đẻ nó ỉa nhỉ. Chết. Chết. Rồi. Chết. Đủ cái thứ này. Lâu thế. À còn ê, thằng này đang cho nó ném chuối ấy. Ăn này. Ấy con kia bị ngã kìa. Thế phận thế nhỉ? Cái này lại thấy ngầm nhào này, nó rất ít dương đấy mẹ. Con nhẹ. Nhiều bom quá. Đâu rồi? À! Chết! Hồi nằm đấy. Nằm đấy đấy. Test vũ khí đấy mà. Xong kiếm à? Cái lắp được, xem lắp được hình không? Ủa cái gì đấy? Ủa dập đá. Ờ skin này bóp đấy. Skin này cho mày thôi. Cầm đi. Xong anh thử dậm xem tao bị dính đá không? Skin mana ấy. Có bóp. Này thì không dính nè. Chạy đi. Thì kỳ thì bóp vậy. Mai mày lết 10 giờ không ơi? Đây là cái đéo gì? À, bắn hộ. Ui, sao lắm đấy, cảm giác ấy. Cảm giác cuộc sống bất lực vã trưởng. Mày đánh sai mày đánh cái bọn này nó nổ người ta. Mày đánh dẫm bãi mìn nè. Ui ui. À. Đau quá. Thằng nghi phát này đỡ ổn rồi. Máu thằng nào cũng tập dẻo. Đéo ổn thì cũng phải. Đéo ổn thì cũng phải chiến rồi thì đéo đâu. Để tao hy sinh một dương to kìa. Chết rồi. Tao chơi này hết là có dương rồi kìa. Nằm in đấy.
rồi, xong kiếm rồi. Thêm thương à? Cái HP cho mày này. Tôi em nằm trong Green Hell nó phá đạo rồi em. Để hôm nào rảnh anh chơi sinh nhà game đấy. À cái này chặn đường mà. Nói chung xong kiếm đánh nhanh thôi. À, nhiều cái vòng mình không biết dùng thì ra nó phí quá. Đủ đi. Cắn mà perfect vào. Lúc nào chả perfect. Đẹp. Đó là bao nhiêu chuối trượt là đớp hết của mình à. Chào anh, em cũng là gái Thái Lường à? Gái giáo hay tên là Thái Lường? Thái này là Thái Thái Lan rồi. Mẹ mày chứ. Thái này lại là Thái Lan rồi. Bất lực vãi lịt. Bất lực vãi lịt. Ây à. Còn mẹ không có đánh xa mới có là có chịu giật. Tam cây game ạ. Cảm giác của một con cây này em. Hey. Anh lại ngửa rồi. Mẹ đéo con gì để nói với thằng đồng đội này. Anh kia chơi lại đi em ạ. Chơi lại nào. Anh em đi xa nhất có thể lấy cái điểm tím có thể chứ. Cứ đánh đi mẹ. Lấy tối đa cái điểm tím có thể. Bắt này thì thấy đi thoát lại. Ui Samurai. Rồi kìa. Samurai Jack. Chết. Chết thế nào được. Không cần biết này, khỏe không có đẹp của nó đúng không? Đúng rồi. Đó, bây giờ mới đến được thằng em. Bầu này. Rồi, thằng bạn. Rồi, attack này. Nói chung là tôi cầm đam chính vẫn pro hơn lắm. Quốc trưởng em ạ. Quốc trưởng cầm đam chính chán lắm. Cái bán trước chả có đồ đấy kìa. Đam chính giáo đam bán trước ông đam chẳng khác gì tôi. Và chưa có tôi đam hỗ trợ ông thì trận này cho ông đam phụ cái là ăn hành ngay. Ôi cho mày đấy. Tổng cô đao thôi, yếu lắm. Cái đấy giảm cô đao, cái đấy cho pháp sư thì đẹp. Bọn này vẫn khỏe hơn. Láo đằng này. Gì đây? À, một máu ngon. Ninja. Ninja này. Không mạnh. Không mạnh. Anh liếc qua thế anh biết rồi. Goblet này bow này. Tao có dùng bow đều đâu. Mày đang dùng Goblet đấy. Đó không, skin của tao là cái này cơ mà. Mày nhưng mà mày đang cầm hai cái mà, kiếm hai tay Goblet này này. Tăng 5% crit này này. Thôi được, cho thằng em đúng rồi, chắc thèm một đấy đúng không? Đấy. Nhìn anh bố đời hẳn.
quyển sách này để làm cái đéo gì nhỉ? À, hỏa ích. À, còn quyển nữa đấy. À, con lợn nó hút này. Đứng ở giữa đồng chuối này mà nó hút vào mình nó ngã đấy. Đấy. Ui, nổ cái đít vãi đi, bắt trưởng. Chết. Lùa lùa nó về bãi chuối này. Đây là địa võng ở đây rồi. Bữa nào chơi thử sắc cú bu alpha. Sắc cú bu là game đéo gì? Anh em đọc nghe như kiểu đọc mà game đọc ra. Có nhiều tiền thế. Ê. À con này à. Tí nó đẻ ra nhiều đệ thì dùng sắt sách ếch nhờ. Quay sang một phía đây. Lão này dồn đàm mắc nhanh luôn. Đơn giản, anh còn chưa thèm mẹ dùng sách. Cắm mập. Đào cứ từ từ. Ờ, gậy gì này? Ờ, tu hen này. Nếu mày cầm tu hen được cái này này. Nhà mặc bộ này bị trừ mất tận 13 giáp. Tùy ông thôi. Cái này cùi hơn, cùi hơn bộ tao mặc. Gậy này. Gậy đấy có tác dụng gì? Thôi, cùi dùng cái kiếm này vẫn hơn. Thôi, tao dùng cái này để đánh nhau xa. Game lặn thôi à? À, anh em bảo là chắc là sắp Nautica có gì. Chơi PUBG Mobile không anh? Anh biết game đấy nhưng mà anh bắn gà lắm. Anh chơi game FPS anh toàn bị bọn nó bắn đấy. Anh không bắn được bọn nó. Ấy. Còn mà. Mà trâu thế. Ai à? Attack này. À, thằng mẹ ông trời. Bờ hết máu rồi đấy. Ai sẽ bắt kiếm này kia. Cái này 8. Cái con đệ mày tác động gì? Ai biết. Chết. Anh nghiện rồi, chết rồi. Chả có gì. Dưới trên này. Dưới trên này. Anh nghĩ cửa này sẽ đồ lắm. Vớ vẩn vào mẹ cửa boss đi. À đúng rồi. Đấy, bên ngay, chiến lược ngay mà. Một cái đào giống đào của tao. Ủa, pháp sư này. Con này. Nhưng mà không có, tôi xem cái gậy này, cái gậy gì? Mày mua gậy này đi. Cái gậy này Slim Bomb. Slim Bomb. Nhưng mà cái gậy gió của mày skin ulti là gì? Đấy, sẽ tạo ra gió mà. AOE đấy. Hay không?
Nhà chơi thế thì mặc bộ pháp sư đi còn gì nữa. Xương chó này. Ô oh, được, cái xương chó. Xương chó là kháng đam. Xương chó mặc nó và kháng đam. Bộ pháp sư này á. Mặc bộ này mất tận 10 máu nhưng mà được mỗi cái là crit to. Ông cầm pháp sư gì mặc bộ này đéo gì nữa. Đấy. Thế mua này nhỉ, ăn hết mẹ tiền đâu nữa. Tôi mua ít táo ấy. Anh ấy có được bán, em bán lại bộ này này. Không mua lại à? Nè, ta không cho ta mua, không cho ta bán bộ này à? Rồi, đi. Ôi, tao có hai cục xương bay cạnh cạnh người. Cái này xương. Cái này nhiều cái passive buồn cười nó nhìn. Đàm nhanh vãi lìn. Cái team của tao đánh AOE được. Nó để anh tăng cho. Kiếm lúc nào là trả đam cho. À càng trả đam nhanh. Đấy con ma rất khó chịu nhé. Còn một máu vãi lìn. Có máu cho ta. Mày ra chết đi, mày ra chết đi. Ờ. Mẹ tả thì chết này. Táo này. Hôm đấy thì có cái mẹ đi đâu mà. Cái gì này? Cận chiến. Cửi bom. À, mình nhặt hết đã. Cái gì? Cầm cái khiên này, cầm cái khiên tanh này. Thôi ăn máu đã. Hết mẹ máu bây giờ mà gặp boss là cũng căng đấy. Ui. Chết rồi, là bị một con nhện nó không dại nó bắt rồi. Ủa, anh dồn đam một phát chết một loạt luôn. Cửa này mất tiền vào này. Giết con sâu đi ạ. Ta hơi ít máu mày giết đi. Ủa, ở đây này. Đổ khí liên tục. Đã cho mày quả ấy này. Đã cho mày hai đứa gái. Đẹp. Nói chung thì... Đấy kìa. Đang muốn chặn nó. Đam to vãi. Cầm sau kiếm đam to thật. Ơ à. Sau kiếm này sau kiếm cùi. Cùi cứt đi. Lần trước có sản cái sau kiếm này nó vàng vàng, nó sẽ xét lên. Điều nào giờ? Cái này có cái cửa mở này, sang đây mua. À, để tao ấy cho. Hòm. Ui. Ủa, gì đấy? Nhanh quá. Trừ tăng máu, tăng giáp. Đua blade. À không. Những bộ này bạn cũng chả mặc được đâu. Ta xem nào. Two hand, single hand, spear. Cái này cho hai tay, một tay và giáo thì dùng được. Mặc bộ mày không hợp. Mặc bộ này đi chậm hơn. Tao cũng không hợp bộ đấy. Ta lại là song kiếm. Cố làm đéo gì nữa. Mặc cái bộ đấy. Mặc ngoài bộ này nó đẹp. Nó không hợp. Ý là kiếm cái ngủ lắm. Kiếm cái khác sao. Đi vào đây mày nha. Đi ra mát thì nó mất thì sao? Để ta mua cho. Mày mua đi.
Mày mặc bộ đấy nó có búp cho mày cái gì đâu. À có mắt, cảm giác có mắt đấy đấy. Có, không có. Cái này để tao đi. Tao cầm hết cho. Hy sinh máu mà. Ừ thì bây giờ để tăng nam. Mày có máu không? Có nhưng mà cũng phải lấy chứ. Không bỏ phí à? Thôi bỏ đi, được có ba cái. Mày gã attack là được rồi. Ừ. Thôi không lấy đâu. Đàm to rồi. Ta attack mà. Bây giờ cũng đéo có tá được hồi. Đây cho chuối này. Ờ chào Hoa Trần Văn nhé. Ý thế. Mày mua mày không à? Cái ông nhiều máu đi tô có mỗi một quả táo thôi. Mặc xe này cho nó trâu, mặc xe kia. Mày mặc thế nó trả búp gì cho cái gậy của mày. Bây giờ mày phải kiếm cái vũ khí một tay đi. Là vũ khí hai tay đi. Đây này. Ta áp mắc cái ăn táo thành ra bây giờ một quả táo ta hồi 15 điểm. Hello Hữu Thắng nhỉ? Vừa nghe mày tên rất ý tưởng mày huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam. Cái chuyện này. Từ từ dùng xem có phải chuyền được không? Nhớ phải. Chưa quen với cái này. Ôi rồi, baby sáp rồi, baby sáp rồi. Baby sáp 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 sáp. Tu 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 tu. Còn thế. Chỉ kia con người đá kìa. Sạc này. Tu 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 tu. Cái này cũng black hole nhỉ, cái khung black hole thì ngon nhỉ. Ờ. Ok thế. Hello Germany nhá. À. Anh có đi. Đánh đu đéo gì. Đông quá nhờ con cùng hút một lúc quá. À đây chết rồi. Đẹp. Rồi, còn hai con kia rồi. Ra phải ra sau lưng con đây. Anh dồn đam thì nhanh lắm. Đẹp. Gì đây? Bấm cái ảnh quá. Cái gì đó nhặt rồi. Vãi đi, cái gì đó nhặt rồi. Xem là cái gì. À, tăng đam cho vũ khí của ta thành đam băng. Được. Nhìn đọc nhanh, nhìn thấy Hữu Thắng cứ tưởng huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng. Đéo anh đi xem phim của ông. Giờ thất nghiệp thì chẳng có xem phim của tôi còn gì. Thất nghiệp. Bên này có cửa không? Cái quân trưởng là Google Gaming em ơi. Google. Google. À Google. Google Gaming. Đây có tảng đá này. Không đi được. Từ từ ta à, chỗ này à đá phải không phải ném mìn nhỉ. Đi này này. U rồi, đây là cái con đây đéo phải đây. Baby sáp nữa rồi. Hello nông trường nhá. Chết rồi, ta đéo có máu. Con này khó vãi ly luôn. À? Ngày trước mình không qua được con này đúng không? À, đi giả vừa chết. Chưa bao giờ mình qua được con này ấy chứ. Được rồi. Mày spam skin thôi. Bố mày biết chiêu của mày. Để rồi. Đi xuống. Tôi dạy ông cái đấy, ông còn dạy lại tôi chắc. Fuck. Có thằng hướng này. Ok kìa. Đánh ta thì mày đánh nó đấy. Đúng không? Baby sap sap sap.
Để tao ngã cái đống chuối đi, không phải chạy nó trên chân vào đây. Mà bùi gà đã nốt đấy, để dành gì nữa. Vừa nhặt được. Đánh hết đống xương sẽ có, sẽ có đồ đó. Thế là tao mặc bò này tao đi chậm quá. Tao bảo mày mặc làm cái gì. Nó đẹp. Đẹp chết đéo gì. Thiển cận. Vào đây mày, vào đây. Đó, bởi mày đúng không? Để tập bắn đó. À, nó vô ta, nó vô ta, đánh hết, đúng không? Anh đánh tao. Có sách thì... à, không được. Có bom với... à, có dao ném phi hết đi. Dài 6 dao phi hết đi. Cố lên, đừng chết. Tao hết máu rồi. Né đi. Nó cao không né được. Thì đừng có gần nó nữa. Không thể không gần được ấy, đồ này nó chạy chậm. Tự nhiên đi mặc cái bộ đấy nhầm đéo thì không hiểu. Chết. Anh gửi rồi. Tao phải solo với con này. Baby cái đéo gì. À, tôi cho mày biết thế nào là trình độ của mà mày một soul player. Đắc sâu à? Một cao thủ của đắc sâu sẽ là như nào? Spam gì kìa? Không bao giờ ham cả. Không bao giờ ham cả. Đã trần vào chưa chết rồi. À! Nói nhiều đặc... này. Quốc trưởng chán thật. Người đàn ông tham lam chính là anh à? Cái gì bây giờ? Ui, có cái skin Vampire Kit này. 10% tỷ lệ sau khi giết kết quả sẽ được hồi máu này. Mấy bạn điểm cộng rồi. Ôi về sao tốn nhiều điểm quá. À, là lại từ đầu. Ủa, thập tự trinh à? Giáo à? Cái bịch này. Né. Bây giờ chơi giáo thế nào. Đi. Giáo chơi như cứt đi. Lên. Đi theo anh. Ê, ta tay nghe mày lên đấy. Đấy. Tăng đây. Tăng đi. Đây, tăng đây. Đang đứng một hàng thôi, đừng có di chuyển. Anh nó vẫn đầy, nó vẫn ném được. Ủa ôi. Sao mấy đợt này nó không ra ấy nhỉ? Không ra gậy táo nữa. Có gậy táo là đi xa được. Mà thật ra cái kêu đầu mình cũng đi xa mà. Cái quan trọng nhất là cái vũ khí đoạn đầu ấy. Đi xa gần phải quan trọng nhất là cái vũ khí đoạn đầu ấy. Hôm trước skin còn chưa up được gì, còn đi được đến bàn 5. Hôm nay mãi chưa qua được bàn 3.
Rit này. Bỏ qua. Có đạt đây. Vừa cứu nó xong, sẽ nó cho đi. Ồ, mà HP 10. Trên đến dưới. Đi sang bên này này. Dưới đây. Nó có gậy táo. Riêng bọn cận chiến là giá không bao giờ sợ luôn. Lên. Riêng cận chiến này không bao giờ sợ. Chỉ sợ cung thôi. Dồn ép luôn. Không bao giờ chạm được người mình luôn. Gì đây? Anh lìn này chưa đọc cái nhặt. Thì ông cũng thế. Nói chung là passive. Ra vào bên này là bên này hết cửa rồi. Bên này chắc chỉ là cái thôi. Nói chung passive. Passive thì cái nào cũng được. À. Con mẹ đi. Ôi, ta chạy có lửa trời chân này. Đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh. Bắt ship à? Ta cờ liếc quái cho nhanh. Ta vừa ăn cái lọ chứ. À, khủng long bạo chúa. Ông cầm vũ khí hai tay mà vừa nhảy vừa chém nó không mất máu của mình mà đánh được AOE. Hả? Mẹ cái đấy rồi. Ăn cái khác này. Attack trừ 1 với đau cháu á. Phải dễ mà. Ui, được hoa đấy, hoa đồ đầy máu à, fuck. Đấy. Vứt xương cho nó. Mẹ người đã có bạn thì cho nó ăn. Oh fuck. Nó là quay đuôi bực thật đấy. Cái đi em. Rồi. À, thật là chết rồi đấy. Chết đi con bít. Rồi từ từ nha. Cái dương nhỉ. Từ cái lìn mẹ ông mẹ đớp mẹ. Đúng hợp bộ này tao không gì nữa. Phải hợp đấy. Cái này là passive là attack cộng 1 cho mỗi khi mỗi 20 tiền chúng ta thu được thì ta sẽ được cộng 1 attack. Mắc là 10. Thì ta đang được cộng 1. Ok. Em à. Nếu như con lợn tiết kiệm ấy. Đó, anh có bộ ngon rồi, sau anh có bộ gì anh nhường cho chú. Lo cái gì? Để xem cái bộ này của tao nó là gì. Bộ này của tao là cho spear này, quá hợp luôn. Với cả một tay cũng hợp cho mày nữa. Crit cộng 5, cooldown trừ 5. Bộ này mày dùng được nếu mà mày chơi một tay. Ngon này cần hết. Một riêng một đường thẳng này đấy, không ngại, không ngại nữa nào luôn. Chỉ ngại mấy con độc này thôi. Cận chiến mà đứng một hướng là anh giết hết. Rồi. Có anh ở đây thì có gì mà chết. À.
thế nhỉ? Ôi 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 mẹ. Mẹ cái con nhện đóng tờ ở đây khó chịu vãi lìn. Chết nhà, con này lăn gãy rồi vẫn bao máu rồi. Cái da đấy, cái giá ở trông thế nhưng mà đam không to. Bởi vì mỗi phát chọc của nó có 22, 23 máu. Samurai mà. Ỉa bậy này, ỉa bậy này, ỉa bậy này, ỉa bậy này. À. Ôi. Tao con này trông ấy. Tao cũng nghèo rồi. Khó. Tao nghĩ rằng sau là mình cứ chơi AoE đi. Chơi đánh xa ấy. Gần này, cái đường vãi. Kiểu đó thì mất máu luôn đấy. Đánh gần kiểu gì cũng bị dính đàn một bọn nó. Đấy. Chết. Có farm được khoảng 100 điểm tím nữa là up the skin tiếp. Lần này điểm tím vẫn chưa đủ up. Quá cóc không ra gậy nhỉ? Để dành đi. Ôi. Ôi. Giết con này này. Giết con chó này này nó nguy hiểm. Giết con đấy làm cái gì cái nó chậm. Con chó này mới là nguy hiểm này. Ông cứ đi đâm nó đấm cái con golem làm cái gì. Khó của Nam Cường rồi. Lại cần được. Ồ, ra một giác kìa. CT cũng 8%. Đồ này chắc cũng cho cái làm đến gần. Game này bản chất là game co-op 4 người. Kiểu có hai thằng đánh cận chiến, hai thằng đánh xa đẹp nhỉ. Có thằng búp. Đấy, thằng đánh xa kiếm búp luôn. Mà mày nhiều máu mà lo gì. Máu tích thì nãy giờ chắc cũng dùng hết mà trong cái kia. Còn đấy, lâu thế. Giáo chơi không hay lắm, giáo đam yếu. Chỉ được cái đánh với bọn cận chiến là sẽ không có tác dụng mình. Trông to kìa. Bộ này trong sự nó còn này đây. Ui, bên này còn nhiều quái lắm. Enchan. CT cộng 8% là cái đéo gì? Ai biết CT là cái gì? Thôi bộ này vẫn hợp với cho giáo hơn. Oh my god. Ok. Oh my god. Cái này khó né thật. Không nhìn được điểm rơi. Ờ.
cảm giác con ném chuẩn vãi lịt. À chưa chết đâu. Em đánh con này đây. Người đá. Người đá cái tác dụng đồn đi. Enchant CT cộng 10 là cái đéo gì. Mặc bộ này giảm tận 50 máu ạ. Thôi. Ờ, con này nó đẻ tiền ra đấy. Ờ. Liếm được còn gì nữa. Thì chắc chỉ có giới hạn thôi. Ta sợ đi qua map nó mất đấy. Ờ, nhặt tiền đã. Liếm tiền đã. Một thằng liếm thôi. Hai thằng liếm nó bị chia tiền. Lúc tiền lúc mua không đủ đồ tiền để mua đấy. Đấy, hết rồi. Hết rồi đi. Làm gì còn ai nữa mà kiếm hai người anh em. Hai bọn tôi. Đây, thằng này. Ồ. Nhặt đi mất cả giáo kìa. Giáo chơi như kẹt ấy. Speed đi chậm. Đây. Cái bộ này cũng hợp cho kiếm một tay. Đấy có máu luôn. Ơ nhưng mà chính là chơi game này mà chơi 4 người mà thì không cần phải vùng 8 ấy đâu. Chết là cứ có thằng hồi sinh cho ấy nhỉ. Phân công một thằng ra hồi sinh là cũng chả bao giờ cần máu. Nó lùa được boss đi thì sẽ ấy được. Hồi phát đã đầy mẹ máu rồi. Chơi 4 này thành game easy. Đánh nó nhanh, hội đồng nhanh. Trò này á, mình cứ đánh quái là quái không làm gì được mình. Nếu biết là đánh 4 người thì quái thì có đông lên hơn không này. Rồi. Láo này. Ở cái map rừng này cảm giác không có cửa ẩn nhỉ. Chắc bot rồi đấy. Chưa bot à. Con điện nổ rất là khó chịu nhé. Con TT này. Con mẹ nó độc đau quá. Cái gì ta mất nhiều máu quá. À mắt này không có xốp. Cảm giác mắt này không có xốp. Rồi anh có cái đốt lửa. Đã rồi. Giải quyết được cái gì. Đi quá nhanh này. À? Đấy, xong rồi đấy. Ui, đại đao kìa. Ủa. Cái kiểu này giống Hunter Gua nhỉ. Nhưng nó chỉ là thế. À, dùng cái này được đấy. Anh nghĩ khả năng phát được boss lắm ạ. Phải ăn máu đi. À. Let's go. Hey. Con boss này dễ. Big head đầu to. Vứt tiền cho người khác à. Mang cây này, để mình có cây rồi đây. Đánh xa dễ đâu ạ, đánh gần này, đánh thua. Đánh gần rồi, khỏe lắm. Ê, chết rồi.
Ok. Đã hết máu rồi. Rồi, xoay đi. Chết mẹ. Đã hết sạch máu rồi. Chết. Ê, bằng mở dễ đấy. Dễ có bắn, mày có đánh sai có máu cơ. Hết sạch máu luôn. Trăm điểm up được cái mẹ gì. Hết. Trăm sáu mươi. Nốt ván. Nốt phát này, tôi sẽ phá đảo cho anh em xem. Cái đấy cẩn thận đấy. Vũ khí như cái này. Nhìn vũ khí tôi đã không có thấy tương lai đấy. Sao lần vì mở với vũ khí đấy. Chơi vũ khí đánh xa đừng có đánh gần. Ok. Bỏ máy vũ khí gần. Làm gì có vũ khí đánh gần. Làm gì có vũ khí đánh xa lúc nãy. Có mỗi một cái. Khẩu súng đấy. Khẩu súng mới thòng cầm một khẩu gì đấy. Ok. Xem bên này. Làm gì đây? Rồi, mình cứu thằng ấy mình nó cho mình đồ. Cái gì? Xem bên này. Không, anh dùng tay cầm mà việt cây. Ồ, hóa tin đi, vãi lìn. Ôi, dùng cái đại đao như con kẹt ấy. Fuck you, bitch. Làm máu với lìn. Thế này tao đã lấy tính tương lai rồi kìa. Tao tạo cái gậy tổng táo đi. Hôm nay không ra cái gậy tổng táo nào luôn. Ta có thỉnh thoảng có cái passive giật sét. Em cầm đây. Ui. Chết kìa. Giúp cái bị tin đi này. Mình chơi to à? Lại ăn một cái nữa nó lại bị nhỏ lại tiếp. Súng à? Vậy. Cái này súng có bắn này. Đây,
Ở đây có Black Hole ngon nhỉ. À ui, làm dao chuẩn đấy. Cái cửa ở đây nó cũng hên xui mà. Cho tay ít máu đi. Hết mẹ máu à. Bom. Ai hết máu tao có mất đùi gà nè. Còn không có gì để ăn rồi. Ôi giời, ăn con này dễ. Các bạn đùi gà này chặt nhanh này. Ô, lại cái con này rồi. Con slim mà. Mày có cái tinh thể kìa, dùng đi. Cái tinh thể bắn hộ mình giúp mình phết đấy. Nhiều mà. Nhiều khi mình chạy mình không gây đam mà cái tinh thể nó gây đam cho. Có lần nó rơi 4 bên cạnh ấy. Lúc sau đi em. Đang bắn. Ôi. Chết à, chết rồi, chết rồi. Mày có mất đạn, mày có mất máu đâu mà. Không có mất máu đấy. Oh shit. Nó có máu. Gần chết rồi, gần chết rồi em. Ok. Có. Cái skin này súng đấy, skin là gì? À, bắn một phát đường dài. Bắn đi. Vai lìn. Không dùng đi. Cho đây. Đông quá mẹ, có một mình lọ bỏ. Đệt. Dùng skin luôn. Còn một tí nữa. Một phát nữa, một phát đợt, một đợt bắn nữa. Đừng có tham bắn, đừng có tham bắn. Rồi, bắn, quay lại bắn đi, quay lại bắn đi. Xe là chúng. Rồi, cái kết quả đấy mày quay lại mày bắn luôn đi, mày còn đứng ở góc làm gì? Để tiếp cận được. Thua từ tập 1 với đau rồi đấy. Càng lúc càng khó nữa cả. Lại, đột phát. Không đủ điểm ăn cái gì luôn. Mình áp hơi tưởng càng lên xa, càng lên cao càng khó ấy. Quan trọng là không ra được cái gậy táo. Nó phải là nghe ạ. À, đây gậy táo, có táo, gậy táo, mày cầm đây, đi. Đây, gậy táo đây rồi. Rồi. Mẹ, còn mi à, mày này, rồi. Này là bố mới phá đảo cái này rồi. À, từ từ, cho mày nhặt mấy cái kia, tao không nhặt. Rồi. Còn dạ, mình dạ, muốn phá đảo game này luôn. Đệ. Đùa chứ đùa. Đây là cái gậy vẫn còn hơn được cái này. Đây nè. Tiến lên tiến máu đấy. Tiến máu đấy, xong đấy. Ngân hàng máu ấy rồi, ngân hàng táo. À, mạng rồi. Ok. Cắn táo đi. Thế rồi. Cầm cái gậy này đánh đám yếu quá ạ. Ok. Yeah.
Rồi, từ từ thôi, đừng hổ báo quá. Rồi, đây là người táo này. Mấy cái này. Ồ, mang HP cộng 15. Nào. Mẹ mà tự chứng một với đâu à? Mẹ nó thích lại cái sao mày lại bé thế này. Ui, hoa chó. Ui, phát liền này. Lệ đi. Đã đi được. Chết rồi, hoa chó không đi được à? Còn mẹ. À, thế hoa đéo này. Ôi. Ui ôi. Chết. Nhanh cái đéo gì, nhanh. Oh shit. À, chết à? Ăn táo đã. Mất bao nhiêu công sức vào đây để cho cái hộp này. Mày cứ mặc đồ ấy thôi, đồ giảm cô đao thôi. Im nào, để nhìn. Đi cũng phải bình tĩnh. À. Ngu vết lều ạ. Từ chết ở giữa này cũng vỡ mồm đấy. Từ thôi để ăn full nó đã. Ê khó thế, vừa vào đã khó rồi. Và sói càng hút máu à? Ừ. Mấy cái lọ này nó cứ random gì. Lúc thì ra cái này, lúc thì ra cái kia. Từ chúng ta xem quy tắc của nó thôi. À, vô biết rồi. Bố mới biết quy tắc đó rồi. À. Fuck. Để chết đấy đã, cứu được mày. Mẹ là chỉ biết quy tắc của nó rồi mà sai một giây cái chết. Quy tắc của hai cái đường đấy là nó sẽ có một kẽ hở ở giữa đấy, cứ chạy qua là được. Đi tự nhiên là... chui vào trong này địt mẹ mới bóp giái thật. Đấy thì đi dưới. Đi dưới, nó đi lên. Nó đi ở dưới. Bố mày cứu mày kiểu gì? Mà thì đi ra ngoài mà. Để đi được. Để đi được. Mẹ gió này. Không thể cứu được đồng đội ngu si như này được. Chết. Đã cứu được. Ai để tao thử hy sinh ăn máu đầy cho tao lao vào tao cứu được im rồi nè. Còn mẹ nữa chứ. Ờ. Xem anh lập highlight này. Gọt chuối đây nhá, cẩn thận đấy nhá. Rồi, đấy nhìn đi, mày nhìn cái chỗ khoảng trống mà đi luôn đi. Ăn cho đầy máu đã, vào đấy xác định cứu mày, tao bị đốt máu mà. Khó. Đấy, rồi lên luôn. Rồi ăn đi. Đấy. Con mẹ. Chán nữa chưa được. Rồi. Và bàn hai là nếu mà không có cây trồng táo ấy, thì K2 luôn. Không có điểm để up cái gì luôn đi. Miễn chứ nó lừa mình đi vào cái bẫy lửa đấy xong rồi nó cho cái hòm gỗ ạ. Không có rồi. Không có rồi. Thôi là. Ui. Ui. Rồi, thế bọn tôi sẽ nghỉ ở đây thôi anh em. Quốc trưởng clip đi thì kiếm clip, tôi sẽ qua ra clip mà Blade 2 thôi. Rồi, hy vọng em thích series này của mình và nếu xem thấy hay thì bấm nút subscribe, nút chuông ủng hộ mình nhé. Hẹn anh em ở những series, những cái buổi clip tiếp theo. Quốc trưởng chào anh em đi. Anh em nha. Ok, rồi. Tôi ra clip mà Blade đây. Ok, anh em nhớ xem nhá.